Thật sự là Nhi cũng hạn chế, bởi vì là thứ nhất thì cái công việc của mình thời gian nó cũng không cho phép, nên là những cái chương trình mà thật sự là mình cảm thấy nó phù hợp với bản thân mình thì mình sẽ cố gắng để mà mình sắp xếp mình tham gia. Và đây là một trong những cái chương trình mà Nhi mang lại cho Nhi rất là nhiều các cái cảm xúc, bởi vì nó liên quan mật thiết đến với Nhi ngay tại thời điểm này. Khi mà mình đã trở thành một người mẹ rồi thì cái việc mà nhìn con mình lớn lên hàng ngày và nhìn các kỹ năng của con phát triển theo từng ngày thì mình sẽ có thể hiểu được rõ hơn cái sự đặc biệt của những đứa trẻ khi mà tham gia vào chương trình Siêu Tài Năng Nhí. Nhìn các bạn ấy tham gia và làm những cái thử thách, mình có thể cảm nhận được là các bạn ấy đã có cái sự cố gắng luyện tập và cống hiến rất là nhiều. Thêm một cái điều nữa đó chính là mình nhìn các bạn nhỏ ấy và mình hình dung ra được rằng nó là con gái của mình nếu như mà có được những kỹ năng giống như là các bạn thì sẽ thật là tuyệt vời. Nên khi mình tham gia vào trong chương trình này cũng như là xem một vài số trước đây thì có thể cảm nhận được rất là rõ và Nhi thật sự rất là yêu thích trẻ con. Thật sự thì tính đến thời điểm hiện tại thì bé nhà chị cảm nhận được là rất là thích âm nhạc. Thật sự là như vậy, mỗi lần mà nghe nhạc là bé sẽ có thể nhún nhảy, mặc dù đông người thì bé vẫn có thể rất là tự nhiên thoải mái để mà có thể nhún nhảy theo nhạc. Và cái đó cũng là một cái điều mà chị với lại em cảm thấy rất là vui, khi mà biết đâu sau này con gái sẽ theo nghiệp của mẹ chẳng hạn. Nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem Siêu Tài Năng Nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.